Quả trứng mà không cho ra ấp thì vẫn là quả trứng mà thôi. Quả trứng ngày đêm bên ngày ấp thì một chúng ta qua ra đời. Hạt thóc mà không cho ra đất thì vẫn là hạt thóc mà thôi. Hạt thóc mà xeo ra đất thì đang nấu một bên tất tươi. Lời nhớ mà không như gì giữ thì vẫn là lời nhớ mà thôi. Nói dù hay là hay, mà có thể không nói được ngay.